sáng là bắt đầu xuất phát 3:30 chọn trên Sài Gòn nó tối quá mình không có quay, giờ về tới đây giờ này là 6 giờ về tới Cần Thơ. Rồi mình quay từ đoạn này về tới Cần Thơ cho các bạn coi nha.
Thơ không có đường đi, đi vòng 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 ngoài chắc cũng 7 giờ mới tới. Giờ đường xá Cần Thơ nó làm thay đổi nhiều quá, đi không có đường đi. Nhân hồi xưa lúc là còn trẻ mình có nhiều chuyến đi bằng xe đạp phải nói để đời. Hồi xưa lúc còn ở Trà Vinh là mình có từng đi xe đạp lên tới Vĩnh Long này, đi thăm một người bạn đi học ở trên này. Còn lúc mà lên Sài Gòn ở thì mình thường xuyên là đi lên Đồng Nai, có lần đi xa nhất là lên tới Định Quán đi bằng xe đạp. Còn về miền Tây này kì ở gần ở Trà Vinh Sài Gòn nó là đi về miền Tây xa nhất là tới Cần Thơ, đi tới cầu Cái Răng vô 170 cây số đi bằng xe đạp, mà nó đi coi như là nó hao tiền còn hơn đi xe đoàn. Đi một đoạn là ngừng lại uống nước, ngừng lại ăn cơm liên tục luôn, đi thẳng Cần Thơ. Đường xá làm ngon quá trời, đi chút xíu tới. Hồi xưa đi bằng xe Honda mà từ Sài Gòn muốn về tới Cần Thơ phải cỡ 5 tiếng rưỡi 6 tiếng đồng hồ mới tới. Tình hình này chắc về tới Cần Thơ chắc là 7 giờ. Sớm hơn dự kiến 1 tiếng đồng hồ. Định là có mặt ở Cần Thơ là lúc 8 giờ.
đây khí hậu ở Cần Thơ với Bến Tre thấy có vẻ mát mẻ, nó có vùng xa màu mỡ, còn về tới Trà Vinh trời ơi nó khô cằn. Vừa qua cầu Cổ Chiên là bắt đầu vô địa phận Trà Vinh là thấy nó khô cằn. Quê ngoại mình là ở Trà Vinh, còn Cần Thơ là quê nội. Trái là về Trà Vinh, còn đi thẳng là đi qua Cần Thơ.